hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986. Là bấm đi dò thôi. Bây giờ đầu tiên đến chim sẻ, như vậy là sẻ cầm IA. Và đấu 1 sẽ là người cầm ACVN. Sẽ xử thua cái gì đấy các cụ, chọn nhầm thì đánh lại, xử thua nữa. Khắt khe thế. Rồi, cứ có một quả này thôi. Đeo một quả đầu dành cho chim sẻ trong trận đấu này. Đối đầu với game thủ Vitamin No 1. Không ai chậm dân thể đầu cả, quả đầu 6 cây đến game thủ chim sẻ. Yamato đối đầu với Asirian. Chúng ta đã có một điểm trên No 1 trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Làm vòng đi dò rồi. Không ai chậm dân, rất tuyệt vời. Trận đấu căng thẳng đây. Đối đầu với đại đế như thế là không được à? Vẫn được chứ anh, được mà. Đi dò thôi. Theo anh em thì kèo ACIA này chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỷ số là bao nhiêu ạ? Em thì vẫn nghĩ là sẽ thắng với tỷ số là 3-0 đến 3-1 thôi, chứ không có trận chung kết trong kèo ACIA này đâu. Làm bóng đi dò thì thủ chim sẻ. Tối nay chung kết Euro rồi, đánh muộn một tí, tí anh em xem bóng nữa là vừa đẹp luôn đúng không ạ? Hợp lý chưa? Và yêu đầu đây rồi, cảm ơn đuôi 007 với từ quý 1 đã donate các anh thủ tham gia giải đấu ạ, thank you anh. Hảo quá. Trận đầu tiên bài đã quảng này. Nhìn hẻo đấy nhờ. Ôi dự là thấy nhìn toang toang này. Ôi lùa yêu về gần rừng thôi, nhưng bây giờ lùa bầy này về nhà chính qua mỏ quả đâu thì chắc là đến Pháp năm sau mất. Mình có 4 con. Rừng thì cũng xa. Vâng, người vẫn lùa về nhà chính thôi. Ok. Rừng xa quá. À đây, ok, trong thời điểm đầu của trận đấu thì em xin phép phóng to cái mã QR code để anh em dễ dàng quen mã hơn. Cái đuôi 657 với 12.345 đồng đã donate các anh thủ tham gia giải đấu ạ. Thank you anh. Ok, sức ơi. Rồi, bài có voi đây rồi. Như vậy là hai hiêu và một voi dành cho game thủ chim sẻ đối đầu với Vitamin No 1. Đừng đùa với top cung đời trên thế giới à? Không, bọn em có đùa đâu anh, bọn em vẫn đang comment, bọn em đang bình luận một cách rất là chuẩn chỉ đấy ạ. Rồi, bài yêu được đưa về thành công tới game thủ chim sẻ S đầu thiết kế với cái bài đấu này. Yamato đối đầu với đó chính là Asirian của đội bạn. Ôi. Các cú ơi. Rồi, giải quyết được mấy con yêu này thôi. Và yêu đưa về đây rồi. Ok à. Bài bài yêu bẩn thật đấy. Rồi, một bài yêu rất xa được đưa về. Bây giờ sẽ là con voi. Và sau đó sẽ là cái bầy yêu nữa anh em ạ. Bầy yêu ăn tại Enden Đôi này. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trong trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà đánh chợ kim cương của giải đấu. Đó chính là nhà đánh chợ hệ thống quán nhậu tự do với 17 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do với rất nhiều những món ăn ngon, những không gian bắc minh chắc chắn sẽ làm anh em hài lòng. Đặc biệt, hệ thống quán nhậu tự do đang có chương trình ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill khi anh em đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chim sẻ nhà. Các bạn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận hoặc truy cập vào website quannhậutudo.com. Rất mong là anh em ủng hộ cho nhà đánh chợ kim cương của giải đấu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh Bình với 1234 đã donate các anh thủ tham gia giải đấu lần này. Thank you anh nhá. IA với AC thì cả hai con này nó kiểu như nhau kiểu. Nếu bài chống quá thì chúng ta có thể đi dâng. Bài khung thì đánh ở nhà. Nó cũng chỉ vậy thôi. Cái đuôi 881 với từ V2 đã donate các anh thủ tham gia giải đấu ạ. Anh em xem có thấy mượt không? Anh em xem mượt thì comment chữ mượt cho em gái. Một số anh em bảo là không xem được cũng hiểu sao. Có một hai anh em comment bảo không xem được, em không xem mượt không ạ? Mượt đâu các cụ ơi. Đây là BB. Mượt đúng không ạ? Đấy, anh em bảo ổn mà. Cảm ơn anh Nam với 5 số 6 đã donate các thủ tham giải đấu nhá. Chúc giải đấu thành công. Ok anh ơi. Mượt xem từ đầu đến giờ. Ok ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh Lai Ngọc Sức với 50.000 đã donate các anh thủ tham gia giải đấu nhá. Chúc giải đấu thành công hơn mong đợi luôn. Ok anh ơi. Nào, về
BL, BM. Để xem đấu 1 đang có bài đấu như thế nào, điểm số chúng ta đang cao hơn đấu 1. Còn bài đấu ở khu vực này và nhà đấu 1 thì chắc là 5-6 giờ rồi. À, ok, Đỗ Tuấn Ngọc nhá. Hình như là chưa hôm nào giúp được anh kèo nào đúng không anh Ngọc nhỉ? Có thể x2 lên được không anh? Kèo này em tự tin lắm rồi. Chắc chắn là tự tin kèo này 3-0 rồi. Chưa đâu được nữa cả anh Ngọc ạ. Đáng xin con giò đấy, cái đủ chim sẻ. Mục tiêu thì vẫn là giành chiến thắng 3-0 trên đấu 1 trong kèo AG. Nhanh chóng. Chắc chắn luôn anh. Gặp ai gặp anh đâu 1 mà không thắng 3-0 kèo AG à, thì hơi ảo. Tí nữa thua luôn trận đầu thì chắc cái chết em vẫn. Rồi, cơ cấu nhà cửa mình lấy từ cái đủ chim sẻ thôi. Đấy, ruộng đường ổn đấy. Bài này vẫn đánh chắc nhà được đấy. Tự tin. Đang bỏ nốt cái mặt này. Sao anh Aurobi nhá? Sao lại không nghe thấy gì anh ơi? Anh em nghe thấy em nói không ạ? Alo? Để sớm các bạn tí đi. Rồi, kín nhà rồi. Ủa, sao anh em, một số anh em bảo lag nhỉ? Em thấy là đang không bị drop tí nào luôn đấy ạ. Anh em xem có ổn không ạ? Có nghe đúng không Khánh? Ok ok. Mượt mà. Anh em kiểm tra được đường truyền mạng giúp em với. Hoặc là anh em nào mà xem ở trên Facebook thấy lag quá thì anh em có thể tìm trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng AOE nhá anh em nhá. À vẫn còn ok ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em bịp em đúng không? Anh em trêu em đúng không? Cày ghê. Đang chạy xe con nhựa giò nhưng mà không thấy nó một đâu. Bảy đó. À đây. Ồ. Trốn ở đây à? Cảm ơn anh Hoan với 123.456 đồng đã donate cho anh thủ tham gia giải đấu nhá. Thank you anh rất nhiều ạ. Nét nét đúng không anh em? Ok ok. Rồi anh em báo về nét nét rồi. Chú ý đi, chưa xảy ra cái bóng nghe đó. À đây được rồi. Ổn rồi. Uầy. Bài siêu kín. Dành cho lô 1 nhá. Ghê nhờ. Uầy. Cảm ơn anh Ngọc với 7 số 1 đã donate các kẻ thủ tham gia giải đấu. Và ngay lập tức có một con voi thần húc vào nhà của chim sẻ luôn. Thank you anh rất nhiều ạ. 7 số 1 đến từ anh Ngọc. Quá tuyệt vời. Đẳng cúp luôn. Đáng lỡ. Bài đấu 1 siêu kín anh em nhá. Bài đấu 1 cũng đưa để đi bán. Cảm ơn anh Lê Văn Ngọc rất nhiều ạ. Nhưng anh em họ Lê đúng không? Quá nét rồi. Anh em họ Lê anh ạ. Anh em mình cùng họ đấy, anh em họ đấy. Hai họ Lê nữa đây này, đấy. Anh em thấy chưa? Chất luôn. L3 nào. Một bài đấu kín nhà đến từ cái thủ đấu 1. Cái đuôi 797 với 456 đang đến cái thủ giải đấu ạ. Tham lai 4x tới cái thủ chim sẻ vào đây ở BC. Đến nỗi công nghệ đầu máu nữa. Chưa thấy nó một đi công. Tôi đang chờ. Ở kia đây 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 ra rồi. Ai ạ, một tân quân khoảng độ đây là 2 tân nó một. Thế thế thế. Nó một đang hit and run. Ui. Ăn được hẳn 1 dân của chúng ta luôn. 2 dân, 3 dân, 4 dân. Ui. Đau thế. Và hit and run rất đau lên nó một và là 5 dân của chim sẻ nắng vừa nằm xuống rồi vừa rồi. Rất đau với tấn công của nó một luôn. Tình huống đẩy quân phải nói cực kỳ khó chịu khi mà sẻ chưa bo kín được nhà của mình. Và đây là cung cờ của anh ấy đang lao vào. Đang bận cơ cấu nhà cửa nhưng mà chém của sẻ vẫn là rất đông ở trong trận đấu này anh em ạ. Nó một đang cực kỳ cố gắng để có thể công phá nhà chim sẻ đây rồi. Rồi, nick hết toàn bộ tân quân này của đối phương. Lại lên nhá. Tôi vừa thấy nó một vừa đi lên một tuần nữa. Sẻ nó bắt đầu bung nhà chính ra rồi. Đã là những con chém có đầu máu nhưng chưa có công 4. Lại 7E. Không có đi ngủ. Rồi lên cái công 4 nữa cho nó chuẩn chỉ. Không chuyển công ai đâu anh ơi. Cảm ơn anh Dũng với 1 đồng đã đốt hết các anh thủ tham gia giải đấu nha. Thank you anh. Và nó một cả quả bên ngoài không ăn đến. Bây giờ phải bo nốt cái mặt này. Một là BL, hai là BE. Nói chung là nó phải kín cái mặt đấy để không cho nó một lao vào nhà chúng ta như vừa rồi nữa.
triệt để cho tân như thế. Đây là BL đấy, ví dụ chim sẻ. Vào đây. Cái Hoàng Tuấn với 50.000 đã donate cái chủ trang này đấu nhá. Lại không tách à, khó chịu nhỉ. Và nhìn một tách quân rất khó chịu đi từ đầu 1. Ái à, ái ra. Hè nhờ, ái à. Và vẩy hè thôi, gọi là tinh tế luôn từ đầu 1. Nào anh vẩy được không? Vẩy này. Vẩy này. Lại đứng sau rừng tỉa nữa. Khó chịu thật đấy. Cùng là tiêm trích à. Cung R tiêm trích này, lại một con vào trong nhà nhá. Vâng, và đã một con cung R được đẩy vào trong nhà, chúng ta đã được một bài cung R tiêm trích. Rất khó chịu. Đấy, anh Cúc với thứ quý một đã đấu lên cái thủ đất này đấu ạ, thank you anh. Thứ một đã có những bài tiêm trích rất là khéo. Và đã nhìn thấy mỏ ăn hoa bên ngoài, nó một đấy có ở ruộng ở đây luôn này. Rồi, như vậy là chúng ta đã bắt hết toàn bộ cung R đối phương bên trong. Bài cung R tiêm trích đến từ đấu 1. Đây là dân của anh ấy. Cũng có dân ăn hoàng bên ngoài đến đấu 1 luôn. Cảm ơn anh Công với 1234 đã donate cái thủ sáng giải đấu nha. Thank you anh. Chúc giải đấu thành công luôn. Đây. Đưa dân lên đây làm gì đây? Ăn vàng mặt 4 giờ à? Và đấu 1 đã gục nhà ra rồi. Và móc máy đến đấu 1. Vào đây. Vâng, lại có một tên trước nữa. Rất đông quân đến đấu 1 đang công lên. Wow. Hay nhờ. Đấu 1 đang thực sự là nhiều tay và công cực kỳ rát anh em nhá. Tôi đang hơi bất ngờ với khả năng thi đấu trong kèo ACA này của đấu 1. Với vài AC kín nhà. Anh ấy đang công lên nhà là một tên nữa. Và tên này to. Đang đứng chốt VL. Thêm một tên chém nữa ra được 4 con. Dành cho anh chủ chim sẻ và đang giật chém về. Và sẽ làm tổ chức quay bắt. Đấu 1 đang 7 hết tùm lùm rồi. Đang dễ giữ. Chờ. Ui giời ơi nữa này thì cung R này. Cung R tiếp trích đang 7 hết để có thể cản chém của game thủ chim sẻ tới từ đầu 1. Nhưng bao nhiêu cho đủ. Phép em click anh luôn. Anh vào đây. Chơi hết. Rồi. Chủ nhà thành công game thủ chim sẻ. Và bắt những con cung R này đối phương. Rồi. Thế chém lại cung đuổi anh em ạ. Rất khó chịu. Cảm ơn Đức với 4.824 đồng. Đã tôi giết cái cung này đấu với lời nhắn đâu một cố lên. Vâng, cung R đúng một trì phết. Giáp 4 rồi thì phải. Đang vàng. Nói chung là chúng ta chém 4 đầu máu rồi. Nó trì không kém đâu em ạ. Nó rất là khỏe luôn. Thêm vài dụng nữa ở đây. Được, ok rồi. Đang chém cung R đội bạn. Ba chém mấy cung này. Đấy là cái máu này. Đây là BA đội bạn. Đội bạn chạy về tận BA rồi. Tham 70. Siêu to khổng lồ. Con này vẫn ăn gỗ ngoài nữa này. Đây. Rồi, chém đi. 48 ra từ đâu 1 thì phải. Và chúng ta vẫn đông dân hơn đối phương. Lại là một tấn công nữa ở đâu 1 rồi. 4 cung R đang công vào mặt này. Mặt trước nhà chúng ta đang có một tên quân của đấu 1. Nhưng mà bây giờ thì không đủ. Chém thoải mái. Lại là một pha 7E nữa đấu 1 rồi. Hay nhờ. Hay ra. Khó chịu nhờ. 7E rát thế. Pha 7E kinh điển đến từ đấu 1 đang khiến cho sẻ gặp phải rất nhiều những khó khăn ở trong trận đấu này. Và tay quân các kiểu đà điều vẫn có chém trong nhà để có thể đỡ để chia sẻ. Chém thôi. Đấu 1 vẫn đang đẩy quân lên, phải nói là thực sự hay. Tình huống 7E nhưng tình huống tay quân cực kỳ khó chịu để đấu 1. Và mặt này lại còn quân nữa. Nhiều tay quá, sẻ đang cảm thấy mỏi tay đang kêu anh ơi. Vâng, từ từ anh ơi. Mỏi tay quá rồi, bình tĩnh á. Móc ít thôi. Lại là những con cung R đấu 1 đẩy lên. Tôi nghĩ là cũng đến cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy khó chịu lắm rồi. Và mình nghĩ là thủ mãi như thế này cũng thực sự là rất khó chịu rồi. Ngứa ngáy trong người rồi. Xem tích chém hay là làm cách nào để công nhà đội bạn một cách nó dứt điểm cái. Hơi loằng hoàng rồi. Đấy, đấu 1 lại gom cái tên từ 9 giờ quay lại kìa. Xong cái S đầu. Vâng, vẫn đang 7E đấu 1, vẫn có 2 cung R bên trong. Chịu thật đấy.
Đây, cũng được bạn ơi. Và đủ một nhiều gỗ và hé tùm lum rồi. Cũng là chính là khắp mọi nơi đến từ cái đủ chim sẻ. Nó lại lên kìa. Tham 1 lít rồi anh em ạ, tham chém 1 lít luôn. Chém 4 đầu máu. Đây, nó đục e thôi, mệt quá rồi. Này, anh vẩy nữa đi. Đấy, có vẩy e được thì vẩy đi. Vẩy này, vẩy này, đưa cả mặt đưa. Có chỉ một mình, rất nhiều cung đờ nên cái thủ đấu 1. Và vẩy e đấu 1, và còn 5 4 kẻ cũng chưa ăn được tơn ở nhà mình. Không có thêm chơi được tơn chém bổ sung. Chém nhanh e này nào. Đúng rồi, vào đây. Đây, nào, bây giờ thì chân tay cũng buộc hết vào nhau chưa? Khó chịu thật đấy. Móc máy nhiều, nên thật kinh mật. Này, giờ thì đau đầu chưa anh? Anh móc nữa đi. Móc với cả chúng tôi này. Tất tay. Tham hơn lít rồi. Đây là cung đờ đúng một đang đứng trước cửa trên đường sông. Và chém của chúng ta đang quần thảo bên sau nhà đối phương. Vâng, tham 1 lít dành cho đủ chim sẻ. Móc máy này. Khó chịu này. Bưng cá mình. Lên 10 nhà BL chưa nhở? Anh em đếm một em xem có bao nhiêu cái BL với cái. Vâng, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hình như là 10 cái BL rồi. Đây là cung đờ đúng một đang phải bỏ chạy. Và chúng ta chả phải đi đâu xa cả, tập trung đánh quanh nhà đội bạn thôi. Dừng quanh nhà đối phương tôi nhìn thấy là cũng gọi là lủng rồi thì phải. Rồi giờ lại bo lại mặt này. Đấy, bo hai lớp luôn. Đây là nhà BA bên phía đối bạn. Thả tất vào nhà BA đấy cho nó tự đứng chém rồi. Không phải điều nữa. Anh bắn đi. Này thì bắn này lại lủng nhà rồi anh đâu một đây. Lủng rồi, lủng rồi, vỡ tổ rồi. Chết giờ rồi. Chân tay buộc hết vào nhau rồi. Anh móc nữa đi. Cày ghê. Tiếp tục tăng lờ đến cái vụ chim sẻ. Chúng ta đang ăn được khoảng 5 mỏ vàng trên bản đồ. 5 mỏ vàng trên bản đồ đến từ cái vụ chim sẻ nên vàng không phải là vấn đề. Bên nhà đấu 1 còn ăn hết cả vàng bên nhà đấu 1 rồi cơ. Đây, ruộng đây, dân đây, vào trong này ăn luôn. Tầm này rồi thì nghiện không có gì phải trình bày nhiều. Đã nghiện là không ngại anh em nhé. Và tỷ số sẽ là 1-0 cho kèo ACBN dành cho game thủ chim sẻ đắng trước đầu 1. Thực sự là mất tay với ông này, móc máy nhiều, khó chịu thật đấy. Chúng ta sẽ... Hệ thống quán nhậu tự do. Hotline: sao 1986.